Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST truyền thông tổng hợp thuốc và sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online truyền thông tổng hợp, truyền thông đa phương tiện, tin nóng 24 giờ. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video truyền thông tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau. Ung thư có thể phòng tránh, 9 lời khuyên thiết thực của chuyên gia. Ung thư là bệnh có thể phòng tránh và giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhưng nhiều người không để ý điều này. Càng ngày, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư càng tăng lên đều đặn, gây lo lắng cho cộng đồng. Việc phòng tránh ung thư lại chưa được quan tâm đúng mực. Sau đây là chia sẻ của ba chuyên gia ung bướu đầu ngành Trung Quốc về phương pháp phòng ung thư hiệu quả. Ai cũng có thể thực hiện để góp phần đẩy lùi đại dịch này. 1. Kiên quyết phản đối việc mua thuốc uống phòng ung thư. Viện sĩ Sơn cho rằng, ông đặc biệt phản đối việc mọi người mua các chế phẩm thuốc phòng ung thư về uống và coi đó là cách tốt nhất. Ông cho rằng chỉ có chế độ ăn uống hợp lý mới mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư. Hãy ăn nhiều trái cây và rau quả, không bao gồm dưa chua, đồ muối chua đã khú. Đừng ăn thức ăn bị mốc, hạn chế ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn, không ăn thức ăn chứa chất bảo quản, thực phẩm bị cháy. Ăn nhiều thức ăn từ thực vật, tối thiểu mỗi ngày nên ăn 400 g rau củ và trái cây. 2. Không ăn nhiều thực phẩm chiên rán. Thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao có thể sản xuất ra các chất gây ung thư. Hãy cố gắng ăn càng ít càng tốt. Dầu ăn chiên đi rán lại nhiều lần có chứa một lượng lớn axit béo tran, nếu ăn vào sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cơ thể. Chẳng hạn như gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, viêm túi mật, các vấn đề dạ dày, tiểu đường, béo phì và thậm chí có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và các bệnh ung thư khác nhau. 3. Tuân thủ nguyên tắc ăn bữa tối tại nhà. Viện sĩ Tôn Yên năm nay đã 86 tuổi. Ông nói rằng không hiểu tại sao nhiều người lại thích bàn công việc trong bữa tối và ăn bữa ăn đó cứ phải diễn ra ở nhà hàng, dẫn đến một thói quen xấu chính là kéo dài bữa ăn. Thậm chí hình mẫu những người được cho là thành công thường hiếm khi ăn tối tại nhà. Thói quen đó sinh ra chứng ăn uống thất thường, hút thuốc lá trong khi ăn, uống rượu và ăn quá nhiều một cách vô thức trong bữa tối khiến cho dạ dày luôn trong tình trạng bị quá tải, cộng với việc thừa cân, về lâu dài có thể gây ung thư. Viện sĩ Yên cũng kêu gọi tất cả mọi người rằng hãy thương xót dạ dày của mình, trân trọng cơ thể và tránh xa tác nhân gây ung thư, bắt đầu từ việc về nhà để ăn bữa tối. 4. Người gầy một chút thì nguy cơ mắc ung thư ít hơn. Người gầy thì nguy cơ mắc ung thư ít hơn người béo, đó là khuyến cáo đầu tiên trong 10 nội dung kiến nghị phòng ung thư của nhóm nghiên cứu gồm 21 nhà khoa học thế giới nghiên cứu trong 5 năm về bệnh ung thư. Cơ quan nghiên cứu ung thư thế giới cũng chỉ ra rằng có đủ bằng chứng để chứng minh béo phì liên quan đến 5 loại bệnh ung thư gồm ung thư đại tràng, thực quản, thận, vú và tử cung. Theo quan điểm của viện sĩ Yên thì hơi đói sẽ tốt hơn là quá no, hơi gầy sẽ tốt hơn là quá béo. Phương pháp giảm béo hiệu quả của viện sĩ Yên chính là chỉ ăn uống ở mức 70% nhu cầu. Bí quyết ăn ít, tránh bị thức ăn hấp dẫn, tốt nhất là khi bạn có cảm giác hơi no thì dừng lại ngay và rời khỏi bàn ăn. Nếu như tiếp tục ngồi ở bàn ăn và trò chuyện, ngay lập tức bạn sẽ thèm ăn tiếp và ăn mất kiểm soát. Lâu ngày sẽ sinh ra thừa cân, thậm chí thi thoảng bạn cũng nên ăn tối thật ít, qua loa vào bữa tối. 5. Tuân thủ lịch khám sức khỏe hàng năm. Việc kiểm tra y tế mỗi năm một lần là cách quan trọng nhất giúp phát hiện sớm ung thư. Tuy nhiên, cơ thể và sức khỏe mỗi người mỗi khác. Nếu cẩn thận thì bạn nên khám sức khỏe 2 lần một năm. Sở dĩ chuyên gia khuyên điều này là vì một số bệnh ung thư tiềm ẩn có tỷ lệ tương đối cao, đôi khi sẽ không thể phát hiện ra bệnh trong một lần kiểm tra sức khỏe. Ví dụ, chỉ một nửa số bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu có thể được phát hiện thông qua chụp X-quang, xét nghiệm đờm, phần còn lại đã bị bỏ qua bệnh trong khi khám lần một. Vì vậy, việc tăng số lần kiểm tra y tế đối với đối tượng đáng nghi ngờ là cơ hội phát hiện sớm các mầm bệnh ung thư
ẩn mà trước đó chưa được phát hiện. 6. Đừng để thói quen xấu gây ung thư. Viện sĩ Tôn Yên cho rằng, nhiều khối u được cho là được sinh ra từ những thói quen xấu của mỗi người. Ví dụ như việc duy trì chế độ ăn uống quá mức, chất béo như thịt, trong khi ăn rau quả quá ít là nguyên nhân chính khiến ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Người hút thuốc càng tăng bao nhiêu sẽ dẫn đến nhiều người hút thuốc thụ động bị ung thư phổi vô tội bấy nhiêu. Trên thực tế, tất cả những thói quen xấu chúng ta đều có thể kiểm soát và hạn chế. Hãy phát triển những thói quen tốt một cách thường xuyên, duy trì một tốc độ sống tốt, ngủ đủ giấc, bữa ăn phù hợp, tập thể dục đều, không hút thuốc và uống rượu. 7. Tập thể dục bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Các chuyên gia từ lâu đã nhận ra rằng, việc hoạt động thể chất liên quan đặc biệt đến sức khỏe con người. Họ thường ít đi xe, ưu tiên đi bộ càng nhiều càng tốt. Viện sĩ Yên cho rằng, tập thể dục có thể thay đổi mọi thứ. Chúng ta có thể đi bộ, bơi lội, bất kỳ môn thể dục nào, miễn là cần nhận thấy sự vận động luôn tốt hơn ngồi yên. Bất kỳ thời gian nào, không gian nào, bạn đều nên vận động. Đừng cầu kỳ phải tập khi đủ điều kiện. 8. Cam thảo pha nước uống là loại thuốc chống ung thư tốt nhất. Cam thảo có tác dụng dung hòa tất cả các loại thuốc, trong đó có thể giải độc hiệu quả và kháng ung thư một cách rõ ràng. Từ 2.000 năm trước, trong cuốn Thần Nông Bản Thảo Kinh của Trung Quốc đã viết rằng cam thảo chính là loại thuốc bề trên nổi bật nhất trong tất cả các loại thuốc đông y. Cam thảo giúp xương gân chắc khỏe, cơ bắp lớn và dài hơn, tăng cường hơi thở, khí lực mạnh, giải độc mạnh mẽ. Mỗi ngày dùng 10 gram cam thảo, đun thành nước để uống như uống trà. 9. Học cách hài lòng và buông bỏ. Kinh nghiệm tiếp xúc lâm sàng với hàng triệu bệnh nhân ung thư trong suốt hàng chục năm làm bác sĩ ung bướu, viện sĩ Tôn Yên học được một điều rằng tâm tính thanh thản là điều quan trọng để phòng bệnh. Mỗi bệnh nhân ung thư đều có một câu chuyện riêng, nhưng họ đều có một điểm chung là áp lực, trầm cảm lâu dài, lo lắng quá mức, những suy nghĩ triền miên về một vấn đề khó giải quyết nào đó. Trong quá khứ, các chuyên gia y tế cũng đặt câu hỏi liệu yếu tố tâm lý có liên quan đến bệnh ung thư hay không, và câu trả lời là có. Một nghiên cứu cho thấy rằng những cảm xúc tiêu cực lâu dài làm cho cơ thể sản xuất ra stress. Phản ứng stress quá mạnh sẽ làm giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho các tế bào ung thư hình thành. Cuộc sống hiện đại có rất nhiều áp lực, nhưng chúng ta nên buông bỏ, học cách biết hài lòng để không tạo căng thẳng, tức giận. Càng hạnh phúc bao nhiêu, bạn càng khỏe mạnh bấy nhiêu. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AST Truyền thông Tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.